Hello, chào tất cả các bác, các chú, các anh em, bạn bè, đồng nghiệp của Tường đã quay trở lại kênh YouTube của Tường. Đầu xuân năm mới thì Tường chúc cho tất cả anh em, bạn bè, đồng nghiệp của Tường, các bác, các chú, các ông, các bà thật nhiều sức khỏe và bình an trong năm 2021, và mong cho đại dịch sớm dập tắt để anh em mình phát triển trên con đường làm nghề, trên con đường anh em đã chọn. Hôm nay thì Tường sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em mới vào nghề về cắt chân phương kê lược anh em nhé. Bây giờ mọi người cùng theo dõi Tường. Tóc của chú ấy thì là bị hói bên trên này. Đó, bị hói bên trên. Và những người nông dân thì người ta đội mũ suốt đi làm nên là mồ hôi nhiều, thì tóc đã bị gãy này. Tóc bị gãy, bị bẹt. Đó, bị gãy, bị bẹt. Đấy, chú thì chú vừa xuống chia mạ về. Hiện tại hôm nay là mùng 6 thì ở quê Tường đang tranh thủ cấy. Rồi bây giờ thì Tường sẽ hướng dẫn cho anh em cắt kê lược. Đầu tiên ấy, thì chúng ta phải chải. Trước khi cắt thì bao giờ cũng vậy, chúng ta phải chải cho tóc nó xuôi xuống. Do đội mũ và do bết đấy, thì lúc nào tóc nó cũng đang không ở cái trạng thái tự nhiên nhất. Đó, thì chúng ta chải xuôi hết xuống rồi chúng ta cắt. Đó, rồi. Trên này thì rất là mỏng rồi, thì phần bây giờ xung quanh này lại rất là dày. Rất nhiều người lại như thế, tức là trên mỏng ở dưới lại dày. Ít trường hợp là dưới mỏng trên lại dày, đúng không ạ? Rồi. Bây giờ thì Tường sẽ cắt kê lược, mọi người cùng theo dõi nhá. Ở đây thì Tường sử dụng cây NT220 lưỡi sứ của Tường và cây lược bản to của Tường. Rồi mọi người nhìn này. Đó, mọi người thấy không? Kê lược ấy, quan trọng nhất là chúng ta chải này, tóc nó phải dựng đều lên như này. Mọi người nhìn rõ không? Khi mà tóc nó dựng đều lên ấy thì chúng ta cắt rất là mịn, vừa bóng lại vừa nét. Đấy là lý do nhiều anh em hỏi Tường là: anh ơi, tại sao em cắt mà nó không được mịn, lúc nào nó cảm giác nó cũng hơi sượng. Đó, thì do cái lược rất là quan trọng. Chúng ta mài rũa làm sao mà cho nó xông tóc và bám tóc. Đấy. Này. Rồi mọi người nhớ lưu ý này. Tay nhá, lược kê là phải chéo như này nhá. Lược kê phải chéo này. Kê dọc, kê chéo và kê ngang thì nó tùy vào chất tóc. Đó, còn đa phần đến 90% là chúng ta kê lược chéo như này để chúng ta cắt. Rồi. Bắt đầu này mọi người này, kê chéo này. Tông này, dài tay lên này. Hất tóc ra này. Xong một đường. Đó. Tiếp theo này. Xong hai đường này. Đó. Chúng ta cứ như vậy. Này, đến cái phần tai này thì chúng ta lưu ý này. Chúng ta chải cái mũi lược này nó trên cái vành tai, chứ đừng chải vào tai như này. Thì nó sẽ bị đau nhá. Này, len vào. Cắt này. Đó, cắt. Càng lên cao thì chúng ta càng dâng lược cao lên, để tạo cái độ so le xuống, nó không bị bằng. Tức là khi chúng ta cắt thì nó so le luôn. Đó, nó không bị đóng cục, không bị bằng ở cái phần sai, phần thành này. Tiếp tục chúng ta len vào này. Đó. Với ở quê thì các chú cắt càng gọn, càng cao thì càng tốt. Thứ nhất là vừa lâu mọc, thứ hai là vừa mát mẻ và gọn gàng. Đó. Cái kỹ thuật mà kê lược dâng cao như này ấy, thì các bạn phải làm quen với lược. Khi nào các bạn thao tác thành thạo, thao tác mà cầm lược thành thạo thì các bạn mới kê dâng như này được. Còn lúc mới ấy, anh em mới vào nghề là kê nó cứ bị run như này thì nó sẽ tạo ra những cái đường mà nó không thẳng. Đó. Thì anh em cần phải luyện nhiều. Đó, anh em cứ chéo lược. Có những cái mà Tường không thể nào chia sẻ được bằng lời nói đâu, nên là mọi người vừa nghe Tường hướng dẫn thì mọi người vừa để ý cái thao tác tay của Tường, đưa tông như thế nào, đưa lược như thế nào. Đó. Tường mong rằng là sẽ chia sẻ, sẽ giúp ích được cho những anh em mới vào nghề. Nếu như anh em thấy video mà giúp ích được cho anh em thì đừng quên bình luận bên dưới, động viên Tường một câu để Tường ra những cái clip tiếp theo. Đến cái phần khi mà Tường kê chéo từ đây đến phần đỉnh tai nhá, thì đến cái phần tai này thì mọi người dùng ngón giữa
của tay phải cầm tông kéo nó xuống, sau đó chảy lược vào, len lược vào, chảy lên. Thì mọi người thấy không, tóc đã vào lược hết. Đó, một số anh em dùng lược lại là dùng những cái lược mà lược thẳng, lược nhỏ này, nó không bám tóc thì anh em cắt làm sao mà nó mịn được, mà nó vừa không nhanh. Đó này, mọi người cắt dài lên này, dài tay lên. Đó, cắt dài này. Càng lên cao thì càng dâng lược cao lên để tạo độ son le nhé. Đó. Đó. Lược này thì thường được thiết kế cái chiều rộng của nó là 4,5 cm, bằng với cái lưỡi của tông đơ, gọi là lược bản to. Thì như thế thì chúng ta cắt cái lưỡi tông đơ nó trọn vẹn vào cái lược này thì nó sẽ không bị phạm ra bên ngoài, nó sẽ an toàn hơn. Rồi tiếp tục mọi người lại cứ kê theo cái chiều gáy này, kê dài lên. Đó. Rồi kê dài tay lên. Rồi đến phần này thì cực kỳ là kinh nghiệm này, mẹo này. Đấy. Nhiều anh em không cắt được những cái diềm diềm tay này. Nó rất khó, anh em len lược vào nó khó cắt lắm đấy, thấy không? Có một mẹo là anh em úp cái lược này xuống. Mọi người thấy không? Úp lược ngược xuống, thấy chưa? Cắt. Ok không ạ? Sạch luôn này, úp ngược lược xuống. Đấy là lý do tại sao cắt úp ngược lược. Tại vì sao cái đầu lược này này nó mỏng. Đầu lược này nó mỏng hơn cái đầu sống lược. Sống lược là 3 ly, đầu lược này nó chỉ là 1,5 thôi. Đấy, 1,5 đến 2 ly. Rồi. Vậy coi như vậy là Tường đã xử lý xong được một bên rồi. Giờ tiếp tục đến phần gáy. Chú xoay vào đây cho cháu nhờ tí. Rồi đấy. Rồi tiếp tục phần gáy này. Vẫn là cái cách kê lược chéo tay như thế này. Đó. Vẫn là cách kê lược chéo tay như này. Anh em năm nay đón Tết thế nào? Có vui không? Gia đình mạnh khỏe và bình an hết chưa ạ? Các bác các chú đang xem video của cháu thì các chú một năm mới các chú vẫn khỏe chứ ạ? Đấy, mọi người có thể bình luận ở phía dưới. Chúc mừng năm mới nhau, chúc cho nhau một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Năm nay chỉ cầu sức khỏe và bình an thôi. Đấy, mọi người cứ chéo tay nhá, để ý thao tác, cứ chéo tay như này. Và lưu ý là càng lên cao thì càng dâng lược cao lên. Đó. Chủ yếu khi chúng ta kê lược tốt rồi ấy thì chúng ta sẽ cắt bằng kỹ thuật cữ tay là nhiều. Đó, còn một số các bạn mới thì chưa có cữ tay thì cứ tì sát vào da đầu như này thì nó sẽ trắng quá. Đó, các bạn lưu ý là kê lược là cái truyền thống. Đấy, là cái truyền thống từ xưa đến nay rồi, nét đẹp của nghề rồi. Nên là các bạn đừng bỏ qua nó, tại vì có thể sau này cái xu hướng cắt chân phương, cắt xanh, cắt bằng lược nó sẽ thịnh hành. Nên là anh em cố gắng. Đấy, khi mà Tường kê chéo lên đến đây rồi. Đó. Chéo lên đến đây rồi thì tiếp tục cái phần bên mai bên này. Đó. Vừa nãy là Tường kê chéo từ đây lên này. Đấy, lên đến đây. Rồi, chúng ta cứ cắt lên tới đỉnh tai cho Tường. Đó, cứ cắt lên đỉnh tai. Nhiều anh em nhìn video bảo là ui rồi dễ làm, ai cũng làm được. Thực ra là khi chúng ta bắt tay vào thì chúng ta mới thấy là nó cũng không hề dễ ăn một tí nào. Nhìn thì dễ nhưng mà lúc làm thì nó không hề dễ tí nào. Đó. Nên là anh em cố gắng phải rèn luyện cái thao tác tay. Rồi đến phần này thì mọi người có thể dùng ngón giữa để kéo tay một chút, len lược vào, sau đó chảy lên. Đó. Chú ơi, tóc này của chú cắt lâu chưa? Được 2 tháng chưa chú? 2 tháng rồi. 2 tháng đúng không ạ? Chú cắt ở quê là bao tiền? Chú cắt ở quê là bao tiền một đầu? 20 nghìn ạ. Vâng. Còn lấy giấy tai không chú? Có. Đó, các bạn thấy không? Cắt ở quê chỉ có 20 nghìn. Lấy cả giấy tai. Đó. Rất là vất vả đấy. Quý khách hàng... Đấy. Quý khách hàng có thể thấy là cắt một cái tóc là cũng không hề đơn giản. Cắt xong rồi cạo, cạo mặt, cạo viền, cạo râu, sau rồi lấy giấy tai nữa. Ở quê chỉ có 20.000. Ở trên thành phố lấy 50.000 nhưng mà mặt bằng lại cao chú ạ. Ở quê có thể là người ta không mất tiền thuê nhà hoặc là thuê chỉ có 500, 1 triệu. Đó. Thì người ta lấy 20.000.
Còn ví dụ như thuê mặt bằng 2 triệu rưỡi đến 4 triệu, quê thì người ta cắt 40 nghìn. Cũng cắt lên trên tay, nhưng trên Hà Nội thì tiền mặt bằng thuê đắt hơn. Thì thành ra là chi phí nó cũng, thực ra thì nếu mà tính, nếu mà công việc mà ổn định thì nó cũng cả như nhau rồi ạ. Đấy. Ở trên Hà Nội thì tiền cái giá dịch vụ nó cao hơn, nhưng mà cái chi phí nó, mọi thứ nó cũng cao hơn đấy chú. Ví dụ như ăn uống, sinh hoạt. Đấy, vậy là Tường đã xử lý xong hai bên rồi. Chú xoay lại cho chị. Đấy. Tiếp theo, Tường sẽ xử lý cái phần xung quanh G này. Sau đó Tường xử lý phần trên top. Đây là đồ nghề của Tường. Camera có thể quay vào đây. Đây là tất cả cái đồ nghề của Tường để trong đây. Đó. Tông, kéo, tất cả các loại. Bây giờ Tường sẽ sử dụng kéo tỉa. Tường sẽ sử dụng kéo tỉa để Tường phá cái phần khớp. Thường thường khi anh em cắt xong thì cái phần sai này nó sẽ tạo ra một cái khớp G, thì chúng ta có thể dùng kéo tỉa. Nó có nhiều cách xử lý, nhưng ở đây thì Tường sẽ hướng dẫn anh em dùng kéo tỉa. Chúng ta đan tóc lên, dùng lược đan lên rồi cho kéo tỉa vào tỉa phần ngọn để cho nó so này. Khi mà kéo tỉa được cắt vào thì nó sẽ làm mỏng cái phần tóc ở phần phía trên này đi, thì nó sẽ ôm vào nhau. Đấy, nó sẽ liên kết vào với nhau. Quan trọng nhất là chúng ta phải tạo được liên kết. Cái cách cắt này thì Tường vẫn cắt theo cái cách cắt truyền thống. Nhưng ở cái đầu chân phương này thì Tường sẽ không cắt như ngày trước nữa. Đấy, ngày trước thì khi mà Tường mới vào nghề cách đây chục năm trước thì Tường sẽ cắt theo kiểu là vét ra, chân phương vét ra. Còn bây giờ thì mọi người sẽ thịnh hành chân phương cắt cao gọn hơn. Thứ nhất là vừa gọn gàng, vừa mát mẻ. Đó. Hôm nay là mùng 6 Tết, Tường vẫn đang ở nhà. Tại vì tình hình Hà Nội dịch thì Tường thấy cũng chưa ổn hơn, thì Tường vẫn đang ở nhà đã. Hẹn tất cả anh em đăng ký khóa học của Tường rồi thì khi nào dịch ổn thì chúng ta sẽ bắt đầu. Tường sẽ thông báo cụ thể cho anh em. Đó. Trong năm nay nếu như mà dịch ổn định thì Tường sẽ tổ chức những cái buổi workshop, buổi chia sẻ. Đó, để chia sẻ cho anh em ở các tỉnh. Đó, để chúng ta phát triển hơn nữa. Chỉ với mục đích là đam mê thôi, phát triển ngành nghề. Rồi ok, vậy là Tường đã xử lý xong phần khớp. Bây giờ Tường sẽ xử lý phần tóc trên top. Cây kéo này là cây kéo thép Nhật NT101 của Tường. Cây kéo này hiện tại đang có giá là 2,8 triệu, kích thước 6.5. Đó. Tường rất thích cây kéo này. Trên này thì Tường vẫn đan lược truyền thống cho anh em dễ hình dung này. Tường sẽ lấy từ trên đỉnh trước. Khi mà chúng ta đan lược, nhớ là kéo chúng ta phải đóng, đừng có mở kéo như này mà chúng ta đóng như này. Chúng ta lấy một mảng tóc lên, chúng ta cắt phần ngọn đi. Ok, đây là cách cắt dễ nhất. Rồi tiếp theo cắt phần ngọn đi. Tóc trên này của chú mỏng rồi thì chúng ta chỉ cắt phần ngọn thôi, đừng nên cắt nhiều quá. Và đặc biệt là không được dùng kéo tỉa. Nếu dùng kéo tỉa là toang của toang, tại vì tóc đã quá mỏng rồi. Đó. Thực ra những người tóc mỏng phần trên này thì cắt rất là nhàn. Đó. Rồi, cái phần mái này, camera có thể đi lên trên để nhìn cái phần mái này. Phần mái thì rất là lơ thưa và xoăn. Thì chúng ta có thể không cần phải đan nữa, chúng ta bấm luôn, trải thẳng xuống, bấm luôn bằng. Mọi người được phép bấm bằng luôn. Cứ bấm cho Tường, bấm bằng đi, không phải sợ, tại vì nó thưa quá rồi. Đó, cứ bấm bằng đi, bấm bằng đi cho cảm giác nó dày tóc hơn. Rồi ok, đó, như này là được rồi. Chúng ta có thể đi đâu, chú có thể vuốt nhẹ nhàng sang một bên như này để cho nó lịch sự hơn. Đó. Phần bên này nó hơi thừa ra thì Tường sẽ đan lên một chút để cho nó ôm vào cái phần sai. Đan kéo nha. Rồi chúng ta, nếu mà kỹ hơn chúng ta trải ngược lại sang bên này, thừa ra thì chúng ta lại cắt tiếp. Rồi,
nó thừa phần sai thì chúng ta cắt cho nó ôm sai. Đấy là cái cách cắt mà chi tiết nhất để kiểm tra cái phần tóc thừa. Rồi ok, ôm sai. Thì với cái kiểu tóc này chúng ta có thể vuốt sang được cả hai bên. Đó, bây giờ chúng ta trải ngược lại. Nếu như anh em thấy video hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ nó. Và đừng quên bình luận bên dưới anh em nha. Thật sự khi mà làm video clip đăng lên YouTube chỉ mong là đọc, chỉ mong là đọc những cái comment thôi, chỉ ngồi đọc comment thôi. Đấy là niềm vui, đấy là đam mê mà. Rồi bây giờ thì Tường sẽ bấm viền sắc nét. Rồi bây giờ Tường sẽ bấm viền vuông vắn sắc nét cho chú. Đấy, Tường sẽ bấm sắc nét đây. Bấm vuông nhá. Thực sự khi chúng ta sử dụng cây bấm viền này ấy, nó rất là tiện. Đấy, cái việc chúng ta cạo lại nó rất là nhàn. Không như ngày xưa, cách đây hơn chục năm trước thì học nghề thì thường dùng kéo bấm, kéo mũi nhọn, bấm tạo đường viền. Nhưng mà bây giờ thì có tông bấm viền thì thực sự là nó rất là nhàn. Hầu như là bấm như thế này đã thấy là nét rồi. Trẻ con thì chúng ta có thể là thôi không cần cạo lại. Đó. Tường cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Tường để kênh của Tường có lượt theo dõi như ngày hôm nay. Thì Tường sẽ cố gắng làm nhiều clip hơn nữa. Và mong rằng là sẽ đạt được nút bạc trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành cùng Tường. Dù ít dù nhiều thì Tường cũng góp được một phần nào để phát triển ngành tóc nam tại Việt Nam bằng cái việc mà Tường làm clip chia sẻ trên YouTube. Tường sẽ còn làm nhiều hơn nữa trong tương lai và chia sẻ kiến thức của mình nhiều hơn nữa. Chỉ cần anh em không bỏ Tường thôi ạ. Rất là nhiều anh em mới vào nghề gặp những kiểu đầu mà tóc hói, tóc mỏng như này lại sợ, không biết xử lý kiểu gì. Đó, thì thực ra rất đơn giản. Anh em chỉ cần xử lý xung quanh ổn phát là trên, chúng ta cắt bớt cái ngọn đi là được rồi. Đó, rất đơn giản. Chú Huấn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ít tuổi hơn mẹ cháu à? Năm 3 tuổi, ít tuổi hơn mẹ cháu. Được rồi, xong. Rồi camera có thể quay từ phía trước xuống để nhìn tổng thể kiểu tóc của chú. Đó. Tường sẽ sửa lại một chút nữa cho nó nét hơn. Cắt tóc ấy mà, chúng ta càng tỉ mỉ, càng dành tâm huyết cho nó thì cái sản phẩm chúng ta càng đẹp, càng có hồn. Đó. Tường sẽ tỉ mỉ lại một lần nữa để lên sóng cho nó đẹp. Đó. Hôm nay là ngẫu nhiên chú đi xuống đồng về, chú đi qua nhà Tường. Đó, xong chú nhờ Tường cắt tóc. Đó, sửa lại một chút thì sẽ sắc nét hơn. Đây là Tường đang ngồi ở sân nhà Tường ấy. Đây là ao này. Đây là vườn nhà Tường. Đấy, camera có thể quay ra vườn ao một xíu. Đấy. Đấy.
cạo viên này thì mọi người có thể theo dõi thao tác tay của Tường. Anh em nào nếu như anh em làm tốt, anh em có thể quay clip lại hướng dẫn cho anh em trên YouTube đây để được cùng học hỏi. Còn hôm nay thì Tường chỉ chia sẻ cách làm của Tường thôi. Có thể là tay nghề của Tường cũng không bằng một số anh em được, nên là có chỗ nào chưa được thì mọi người có thể góp ý và sửa cho Tường ở phần bình luận. Góp ý và sửa cho Tường ở phần bình luận. Tường cảm ơn tất cả. Còn nếu như anh em làm tốt thì anh em có thể quay clip lại để cho mọi người cùng được học hỏi nhau. Tại vì mỗi người có một cái cách làm khác nhau. Đấy. Ngày xưa Tường cũng nghĩ là Tường không nghĩ là Tường sẽ chia sẻ đâu. Cũng nghĩ ích kỷ là chỉ giữ lại cho riêng mình thôi. Đấy, Tường định là cũng không chia sẻ đâu. Đấy, nhưng mà mình cứ nghĩ như vậy thì ngành tóc thực sự rất khó phát triển. Dù ít hay nhiều thì mình chia sẻ những cái gì mình biết lên đây thì cũng giúp được rất là nhiều người. Đó. Có những người biết rồi thì không nói, nhưng có những người người ta chưa biết. Từ những cái đơn giản nhất thì Tường vẫn lên YouTube để Tường hỏi. Đấy, Tường làm cái gì Tường lên YouTube Tường tìm hiểu. Quê chim hót hay thế. Ở quê rất yên bình, không ồn ào, không bon chen. Ai ổn định kiếm được tiền thì vẫn cứ kiếm được. Kiếm đồng tiền nó khó hơn trên thành phố đấy các bạn ạ. Làm nông thôi. Rồi vậy là cạo xong vật dụng của anh. Đấy, cạo khô nó hơi rát, da nhạy cảm. Dùng máy cạo cho nhanh. Vậy là Tường vừa hoàn thiện xong rồi. Bây giờ Tường sẽ trải gọn gàng lại và quay một lượt cho anh em xem. Chỗ này chúng ta có thể dùng kéo tỉa thêm chút nữa. Đó, cũng được.